Yo, what's up? Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình là Lity đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi cũng không kém gì phần khắp bữa. Một tựa game mà mình nghĩ là nó rất là tật nguyền. Khi mà các bạn mới vừa mấy tháng tuổi thì các bạn sẽ được tập đi đúng không? Tầm cỡ một tuổi thì nhiều bé đã có thể là đi được chạy nhảy luôn rồi. Nhưng mà riêng cái con game này thì các bạn dù là từ 18 tuổi đổ lên tới 40 tuổi vẫn chưa biết đi. Nên là chúng ta phải tập cho mấy người này đi các bạn ạ. Và con game này có tên là Fair Run. Nếu mà các bạn muốn chơi trò này thì mình sẽ để link của trò chơi này ở dưới phần bình luận nha. Game này cũng mới vừa ra mắt trong năm 2021 đây thôi, đầu tháng 2 à. Thì cách chơi của nó cũng khá là đơn giản thôi các bạn ạ. Mình chỉ cần ấn vào màn hình thôi thì cái con nhân vật này nó có thể nhảy rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với một anh cảnh sát. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh cảnh sát trật tự, an ninh trật tự của khu phố chúng ta. Khu phố rất văn minh. Hôm qua thì anh ta mới vừa rượt đuổi thêm một thanh niên trộm gió ấy, thì đang đi trên đường thì tự nhiên thấy con bướm bướm anh ta vấp té. Thì sau đó anh ta bị liệt nửa người. Bây giờ anh ta chỉ có thể đứng được mà thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập cho anh ta đi. Thì chúng ta chỉ cần đi đến cái vạch đích này thì chúng ta có thể win rồi. Rất là đơn giản đúng không mọi người? Nếu như các bạn không biết thì anh này tên là Thu. Anh này làm nghề cảnh sát nên người ta gọi anh là Curity. Wow, anh này đã không biết đi rồi còn leo lên trên xe tải nữa cả. Ok. Đấy. Đúng là thanh niên này bị liệt rồi các bạn ạ. Không thể nào mà di chuyển nó đi được. Ai ai ai. Ừ. Chúng ta sẽ đến với tiết mục leo cầu thang. Đừng nhai, đừng té nha, không liên quan. Sắp mặt luôn, té sắp mặt luôn. Cái chân nó kìa các bạn. Sờ bỏ mẹ, ok. Bình tĩnh thôi. Té thì đi lại có gì đâu. Okay. Thì làm lại thôi có gì đâu. Đấy. Ấy. Ấy trời, đơn giản. Ok. Nó mà không đi bình thường được à? Cái phải ngoan ngoẻo à? Nó như là cái một cái con gì ta, mà một cái con người mà không xương ấy các bạn. Ấy trời, đi dễ hết, nó nổi cho ông rồi nha, ông Curity. Ok. Ừ đúng rồi. Gần tới đích luôn á. Một xíu nữa thôi. Ok, thì chúng ta đến với tiết mục leo cây. Leo cây thì là nghề của anh cảnh sát rồi, cho nên cái màn này rất là dễ các bạn ạ. Ok. Okay. Nhìn cái tướng đi. Vô. Đúng rồi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Vâng. Bây giờ chúng ta đến với một anh lính cứu hỏa. Anh này hôm qua cũng hôm qua luôn các bạn ạ. Anh này mới vừa đi cứu hỏa về. Về tới nhà thì anh này đi tắm. Tự nhiên đang đi tắm thì anh ta tắm xong, thế là anh ta nằm lên ngủ. Không hiểu tại sao sáng ngày dậy anh ta bị liệt nửa người. Và bây giờ chúng ta cũng phải tập cho anh ta đi các bạn ạ. Quay đi qua cái bãi, cái này thì nó lại bị dễ. Không biết ở đây các bạn nào mà phá đảo được cái trò này chưa nhờ, các bạn hãy bình luận cho mình biết nhé. Hoặc là các bạn đi tới liver máy rồi các bạn có thể cho mình biết ở dưới phần bình luận nha các bạn. Còn bây giờ thì mình cứ phải con này nó đi để
còn có một gan rưỡi nữa thôi. Không tới nữa, nửa gan. Đấy rồi. Mày có thể đi bình thường được không tao? Đấy rồi. Đấy rồi. Rồi nó té trọng đích lên trời luôn. Vâng, chào mừng các bạn tiếp tục đến với màn leo trèo của anh lính cứu hỏa. À, nãy giờ mình chưa biết tên của anh này. À, cho hỏi anh tên là gì? Tôi tên là Tao. Tao ký vô đầu mà bây giờ mày thích tao không? Đây này, đây này, đây này, đây này. Wow, chào mừng các bạn đã đến với màn đi qua bon cầu. Wow, có chừng nha anh. Anh mà đi không khéo là anh ăn luôn cái bồn cầu đó. Hay quá. Chào mừng các bạn đến với khu vực bãi biển. Đây là khu vực chơi của những anh chị em vào những dịp mùa hè. Cái này là cái hộp phía trước là gì ta? À, nó giống như là cái mình cầm hai cái tay và để mình tập đi nè. Wow. Trời, trông khó vậy ta. Nước không. Làm sao bỏ qua ta? Ok. Bước cái chân qua thôi, gì không? Ok. Thì đi lại thôi, có gì đâu. Đấy, trời đơn giản mà. Bây giờ mình bước cái chân qua mình dọc bên kia. Thế là xong. Ôi giời. Hey. Ok. Thì đi lại thôi, có gì đâu. Đấy. Đấy, trời 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 trời. Oh. Vâng, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại với một anh sĩ quan. Thì anh này là một người thủy thủ. Anh ta di chuyển ngồi biển khơi để mà bắt những tên hải tặc. Nhưng mà không hiểu sao hôm qua anh ta lại gặp đúng hải tặc Monkey D. Luffy. Đấy, một người ăn rác quỷ Gubu Gubu Do. Thì hôm qua anh ta gọi là đấm cho anh sĩ quan bị liệt toàn thân. Cho nên hôm nay chúng ta lại tiếp tục tập cho anh sĩ quan này di chuyển. Trời, anh này có vẻ đi chuyên nghiệp hơn này. Anh này có vẻ biết đi này. Một động lực rất là lớn của những người lính. Sao? Đơn giản. Hãy cho một cái gì đó khó đi ạ. Hãy cho cái gì đó khó đi ạ. Ừ, nó dễ quá thì chơi nó bị nằm sang đi. Đấy, ok. Tông thẳng cái đầu nó vô cái lỗ luôn. Bình tĩnh nha. Còn cái gót chân vẫn di chuyển được. Còn cái gót chân. Gót anh này là cái gót chân của Spider-Man đó các bạn. Có mấy cái răng cưa ở trong cái chân ấy móc vào cái tường dính luôn. Đấy, bây giờ anh bước lên này. Ôi giời, được. Đưa đây. Woo. Ok. Anh bị làm sao đây? Anh làm sao ấy nhờ? Anh này cần máy xì rượu các bạn ạ. Anh mới này mới tỉnh được. Anh này có vẻ hơi bị bất bình tĩnh lắm. Ok. Anh nhảy cái điều gì đây? À, đây rồi, đây rồi. Không còn gì để chết luôn. Không được có gì để mà ngồi sự việc chết là ông này là thích chết các bạn ạ.
chết thì đi lại có gì đâu, đùa tiếng là có gì đâu, thương mà ba đùa yêu. Game gì mà khó thế nhở? Game làm cho dễ cho người ta còn chơi. À bên đây là ai mà chơi? Đây. Và cuối không được nghỉ luôn này. Đấy, ớ. Đây. Woo, yeah. Woo. Tiếp tục này. Yeah. Đấy, bước chân vãi lên. Woo. Ok. Cái này mình đi mà mình đi kiểu đi nhẹ quá thì nó sẽ té, mà đi mạnh nó cũng té, nhưng mà khi mình đi bình thường ấy thì nó cũng té các bạn ạ. Nó té. Đây. Hãy sức bình tĩnh ạ. Gia đình, bạn bè, người thân, xã hội đang chờ anh trở về. Anh phải qua cái màn này thì anh được đặt cách trở về luôn. Cho anh về luôn, anh không cần tập đây nữa anh ạ. À, anh cố gắng qua bàn này nhá. Trời ơi, quá đỉnh. Anh ơi, đỉnh quá anh ơi. Anh này, anh đi về phát là anh có thể tập cho tất cả những người mà kiểu bị liệt toàn thân như anh có thể đi được luôn ấy. Thôi anh nghỉ luôn. Anh nghỉ luôn. Không cần phải tập đi nữa, anh nghĩ luôn. Hay quá anh ơi. Anh ơi, anh sắp được về nhà rồi anh ơi. Anh ơi, di chuyển anh ơi. Một tràng hổ tay và anh Hải Quân nghèo. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên để lại cho nó một like, một share và đừng quên đăng ký kênh, cũng như là bình luận bên dưới cho mình biết là các bạn có thích trò chơi này không, các bạn có muốn mình làm những cái series game như thế này không nha các bạn. Và các bạn hãy cho mình biết là các bạn đã trải qua cái game này level bao nhiêu rồi nha. Rồi, thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Woo. Em nghĩ mất bao lâu thì chúng ta có thể phá đảo được cái trò này? Lâu anh ơi. Tầm cỡ 2 năm không? 2 năm á, làm việc tới anh ơi. Nghĩ chắc 1 tháng là cùng anh ạ. Hello motherfucker. 1 tháng là cùng anh ạ.